hôm nay tiếp tục tôi xin chia sẻ về vấn đề về sáng tác ca khúc. Thì trong sáng tác ca khúc thì có khi thì chúng ta sẽ sáng tác luôn ca nhạc và lời, có khi là chúng ta sẽ sáng tác nhạc dựa trên một cái lời thơ nào đó mà chúng ta thích, hay là có sự cộng tác giữa nhà thơ và một người nhạc sĩ. Vậy thì hôm nay tôi đây sẽ nói về chủ đề về phổ nhạc cho thơ, và xin mời các bạn cùng theo dõi. Thơ phổ nhạc là dựa trên lời thơ có sẵn để viết trên phần nhạc phát triển thành tác phẩm ca khúc. Âm nhạc phổ vào thơ làm cho thơ có chiều sâu hơn bởi tính chất vật lý của âm thanh tác động mạnh mẽ vào tâm sinh lý của con người. Vì vậy, với một số ca khúc phổ thơ thành công, thông thường người ta ít biết đến một bài thơ được phổ thơ hơn là một bài nhạc thuần túy được hát. Tuy nhiên, có những bài thơ thật hay, thật xúc tích nhưng không phải bài thơ nào cũng đem phổ nhạc hay được. Kể cả bởi vì kinh nghiệm trong phổ thơ cộng với sự rung động thật sự với thơ, vì cấu trúc câu, đoạn, dấu giọng cũng như nhịp điệu của bài thơ sẽ làm chi phối phần nhạc phổ vào làm bài nhạc phổ thơ loại đó khi hát tựa được sướng lên. Để phổ một bài thơ như thế nào thì chúng ta cần những cái bước chuẩn bị cho một bài nhạc mà chúng ta chuẩn bị phối nhạc vào đó, thổi hồn vào đó qua những giai điệu, qua những cái tiết tấu, thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp theo. Chuẩn bị một bài thơ. Một bài thơ có nội dung tâm đắc, ý thơ đẹp, sâu sắc sẽ gây cho người nghe một tư duy, ý vị bôi trơn cho nhạc. Điều thứ hai đó là lời thơ dễ thương hoặc gợi tình, gợi sắc sẽ tạo nên câu nhạc mềm mại, gợi cảm, giàu tường, màu sắc. Thứ ba, nhịp điệu mới lạ hứa hẹn đem lại cho một cái giai điệu sự phong phú về tiết tấu. Rồi tiếp theo nữa là khổ thơ dài hay ngắn quyết định cho một bài hát ngắn hay dài. Khổ thơ cân đối sẽ tạo nên một bài nhạc cân đối. Và ở đây tôi vẫn khuyến khích về việc là chúng ta nên chọn những bài thơ mà nó được viết một cách cân đối. Ví dụ như các câu thơ nó cùng số lượng chữ, hay là các cái đoạn thơ nó tương đồng với nhau. Ví dụ như mỗi một đoạn nó là 4 câu, hoặc là mỗi một đoạn nó là 8 câu, để cho chúng ta viết nhạc cho nó sẽ cân phương hơn. Tiếp theo qua phần 2 là chúng ta sẽ tới phần là phổ thơ. Thứ nhất là chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần một bài thơ đã chọn để thấm cái tình cảm, tính chất, sắc thái, phong cách của một cái bài thơ mà chúng ta chuẩn bị là mình sẽ phối nhạc ấy. Thứ hai là chúng ta sẽ thử hát cái bài thơ này, và chúng ta sẽ thử sắp xếp câu đoạn và chú ý sự trùng hợp về dấu, số lượng câu chữ của khổ thơ. Việc này sẽ dẫn đến các cái hình thức khúc thước một bài nhạc. Và thứ ba, lựa chọn và vận dụng thanh âm phù hợp, độc đáo, chú ý về dấu giọng cho linh hoạt, hợp lý, cố không để cho thơ chi phối về cao độ, cũng như không ép dấu giọng làm cho cái lời thơ bị cưỡng âm hay là bị hiểu lầm sang một cái ý khác. Việc mà chúng ta phổ nhạc trong lời thơ thì dường như là chúng ta sẽ để ý về cái việc là cái nốt nhạc nó có làm cho cái chữ nó bị biến âm, nó bị cưỡng âm hay không. Ví dụ như cái chữ nó là dấu sắc mà chúng ta đưa cái âm của nó đi xuống, cái giai điệu nó đi xuống, nó sẽ là thay vì chữ chữ phơi phới, ví dụ vậy, đi lên mà chúng ta phơi phời, ví dụ mình hát nó đi xuống là nó sẽ không có
đúng và nó sẽ tạo cái cưỡng âm trong cái giai điệu và trong cái lời lời ca của ca khúc. Tiếp theo là thứ tư, tổ chức tiết tấu không bị động theo nhịp điệu của thơ. Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ hình tượng âm nhạc phải phù hợp với mối tương quan. Nghĩa là chúng ta có thể làm sử dụng cái tiết tấu của lời thơ, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi nó, biến nó đi thành một cái tiết tấu riêng cho một cái giai điệu bài hát mà chúng ta sắp phổ này, chứ không có mà chúng ta dựa theo đúng cái cấu trúc và tiết tấu của cái lời thơ mà chúng ta viết nó y vậy, thì dĩ nhiên là người ta sẽ cần, một người bình thường cũng có thể là chúng ta có thể nhìn vào lời thơ đó mà cũng có thể viết nên được cái tiết tấu của một cái bài. Chính vì thế cho nên chúng ta cần nên là mình viết có sự biến tấu, thay đổi làm sao hợp lý, và dường như là chúng ta nên phá cách đi cái tiết tấu đó để giúp cho cái việc tạo nên một tiết tấu mới cho cái lời thơ nó sẽ hay hơn, cho một cái bài hát nó mới mẻ hơn, nó không có bị cuốn vào cái tiết tấu của cái lời thơ có sẵn. Tiếp theo là lược bỏ hoặc thay đổi những từ không thích hợp nếu là chúng ta phỏng thơ. Có nghĩa là ngoài cái việc là chúng ta phổ thơ là chúng ta phổ hoàn toàn nguyên bài thơ của tác giả thơ, hay là chúng ta dựa trên những cái ý thơ để mà chúng ta viết lại dựa trên những cái nội dung cốt lõi của cái bài thơ đó mà chúng ta viết mới lại. Đó chúng ta để là phỏng thơ theo tác giả nào đó. Còn nếu mà chúng ta phổ luôn bài thơ của một tác giả thơ thì chúng ta sẽ xem có những cái từ nó không phù hợp trong cái ngôn ngữ âm nhạc, hay nó sẽ không có phù hợp với một cái giai điệu mà chúng ta chuẩn bị viết. Vậy thì chúng ta cần phải thay đổi cái từ đó, hay cụm từ đó nó cũng đồng nghĩa, nhưng mà nó để giúp cho việc mà chúng ta phổ nhạc nó tốt hơn, nó dễ dàng hơn. Tiếp theo là có thể lấy một câu hoặc một ý của bài thơ rồi đặt lời phát triển thành một ca khúc, nếu đó là lấy ý thơ. Hồi nãy là chúng ta phỏng thơ là dựa trên toàn bộ nội dung của một bài thơ của tác giả, còn ở đây là người ta chỉ sử dụng một ý thơ trong một bài, có nghĩa là dựa trên một cái ý thơ mình thấy quá hay, quá hợp lý với cái cảm xúc của mình hiện tại, và chính vì cái ý thơ đó chúng ta trích lọc ra và chúng ta viết lại toàn bộ một cái nội dung mới, và chỉ dựa vào một cái ý thơ của một bài thơ nào đó. Đó là về cách mà chúng ta phổ thơ. Rồi tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng xem qua một bài hát đã được phổ thơ, và từ cái cấu trúc bài thơ chuyển thành một cái văn bản bản nhạc có giai điệu tiết tấu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo bài hát là Tuổi Thơ. Đây là một bài nhạc thì của Hồng Hiệp, thơ thì Nguyễn Duy. Thì chúng ta sẽ xem được lời thơ là tuổi thơ tôi trắng muốt cánh cò, và ở đây tác giả viết về cái giai điệu. Cái đoạn đầu tiên này thì chúng ta thấy đó là một cái mô típ nhạc mì la la si si rế đô si la, nó có là cái cụm tiết tấu nốt đôi, một chùm nốt nốt đôi, và tiếp theo cái tiết nhịp thứ hai từ con sáu mỏ vàng. Thì chúng ta thấy con sáu mỏ vàng đây là một cái cụm liên ba đơn, rồi chạy dài cho đến là con sáu mỏ vàng con chào màu đuôi đỏ. Thì chúng ta thấy là đây là một cái cụm tiết tấu được tác giả viết và có một cái sự là thay đổi về cái tiết tấu của lời thơ, chứ không dựa trên cái tiết tấu của một cái bài thơ có sẵn của
nhà thơ Nguyễn Duy. Chúng ta xem cái tổng thể bài mà tác giả đã sáng tác. Rồi chúng ta sẽ cùng xem về cái bài thơ gốc. Vậy thì ở đây bài thơ này nó có gồm có 6 khổ, mỗi một khổ là 4 câu. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi là ví dụ như là chúng ta cũng sáng tác bài hát này, cũng là dựa trên bài thơ này, thì chúng ta nên chọn lọc lại hay là chúng ta để nguyên si, hay là chúng ta chỉ lấy ý? Đó là tùy vào sự sáng tạo của từng người. Và việc khổ thơ như thế này thì nó sẽ giúp cho việc là tác giả sáng tác nhạc trở nên là dễ dàng hơn và phút thước hơn. Mỗi một khổ nó là đều là 4 câu hết, để mà tạo ra một đoạn, tạo nên một đoạn nhạc cân phương. Rồi còn tùy vào việc là chúng ta sẽ chọn những cái đoạn nào để là làm phiên khúc, những đoạn nào là chúng ta sẽ sử dụng nó để làm điệp khúc. Thì thường là những cái đoạn ở phía sau thì chúng ta thường lấy những cái đoạn mà nó hay nhất để làm điệp khúc, còn những đoạn đầu để mà nói lên nội dung, mới bắt đầu khơi dậy cái nội dung. Những cái nội dung chủ đề thì chúng ta thường đặt ở đầu, thì thường tác giả thơ người ta cũng vậy, ta nêu ra những vấn đề trước đó, sau đó thì người ta mới chốt lại vấn đề. Thì thường là những cái nội dung chốt lại sử dụng để mà làm cái điệp khúc cho một cái bài hát của mình. Hoặc là bài thứ hai là bài thơ Màu Hoa Phượng. Đây là phỏng thơ của Nguyễn Duy, nhạc của Lâm Duy. Chúng ta sẽ cùng tham khảo. Đoạn đầu vào là nhịp 4-4 là được ký hiệu chữ C. Qua một đoạn là tới đây là chuyển qua nhịp 2-4. Bài này tác giả ý là muốn là đánh với điệu là slow, và tính chất nhạc nó chậm đó, nên tác giả ký hiệu là chữ slow. Và bài này có nhiều cái tiết tấu, đó là liên ba đơn kèm theo những cái nốt luyến. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp là ở đoạn sau là chuyển bài hát này là có chuyển chuyển giọng. Ban đầu là bài hát không có dấu thăng, không dấu giá. Từ nửa đoạn sau này là bắt đầu là tác giả thay đổi, có nghĩa là thêm là 3 dấu thăng. Có nghĩa là ở trước đây, ở đoạn trước này là tông là la thứ, từ chỗ này thì tác giả chuyển sang là tông la trưởng và đánh với cái điệu là slow rock. Với cái tốc độ là moderato này là vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Cũng vậy, cũng sử dụng cái chùm liên ba rất là nhiều. Và thường thì những cái điệu slow và slow rock thì thường chúng ta sẽ viết với rất là nhiều cái tiết tấu về cái liên ba để tạo nên tiết tấu đặc trưng cho cái điệu slow rock này. Nếu chúng ta muốn viết cho điệu slow rock mà chúng ta không viết liên ba, hoặc là chúng ta sẽ không viết trên cái nhịp 6-8 thì nó sẽ không có ra được cái loại đặc trưng của cái slow rock. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng xem cái bài thơ gốc của bài thơ Màu Hoa Phượng. Đây là một bài thơ nhìn có vẻ là nó không được cân đối lắm. Những bài thơ mà không cân đối thì việc sự sáng tạo của một nhạc sĩ, một người viết nhạc nó càng cao tay bao nhiêu thì viết càng hay bấy nhiêu. Ví dụ như chúng ta dựa trên những cái đoạn thơ vuông vắn để mà chúng ta có thể là viết một cách cân phương nhất, thì cái điều đó thì dĩ nhiên nó sẽ tương đối sẽ giúp cho chúng ta thực hiện một cách
thuận lợi, dễ dàng và nhanh hơn. Còn việc mà chúng ta viết cho những cái bài thơ có những cái đoạn thơ nó không có cân phương, có khi là một hai chữ, có khi là một câu cả mười mấy chữ, nó không cân phương, chính vì điều đó chính tác giả nhạc cần phải chú trọng về cái việc là phân tiết tấu, và chúng ta làm sao cho nó vẫn đầy đủ ý nghĩa, nó không bị thay đổi ý nghĩa của câu thơ mà tác giả thơ người ta ngụ ý. Ví dụ chúng ta tạo nên một cái đoạn tiết tấu nào đó mà chúng ta làm đi sai đi cái nhịp thơ, hoặc là nó sai đi cái ý nghĩa của trọn vẹn của lời thơ đó, thì chúng ta có lỗi với về cái phần ý tứ của một bài thơ. Chính vì thế là việc là chúng ta sáng tạo như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên giữ trọn được cái ý nghĩa liền mạch trong cái lời thơ, để tránh khi mà chúng ta ngắt câu, giống như một câu nói bình thường mà chúng ta chấm phẩy nó không đúng thì nó sẽ tạo nên một cái ý nghĩa khác, nó sẽ tạo ra sự hiểu nhầm. Chính vì thế là việc là chúng ta nên cân nhắc về việc là đối với những bài thơ không cân phương, có nghĩa là không có đều, viết không có đều, thì chúng ta cũng cẩn trọng về cái việc là phân cái tiết tấu sao cho nó hợp lý nhất, mà mình không có làm thay đổi được, không có làm thay đổi cái ý nghĩa của cái lời thơ. Rồi vừa rồi là tôi vừa nói về một cái phần về cái việc là chúng ta sáng tác nhạc dựa trên những lời thơ có sẵn của một số tác giả, thì đó cũng là một cách mà chúng ta sáng tác, hoặc là có một cái sự hợp tác giữa nhà thơ và nhà sĩ, hay là chúng ta cạn ý tưởng, cạn về nội dung lời thơ, chúng ta vay mượn một ai đó, hay là chúng ta thấy nó một bài thơ nào đó quá hay và nó hợp với ý của mình để mà mình có thể phát triển nó trở thành một bài nhạc theo cái tiết tấu giai điệu mà mình cảm nhận được, mình thấy tuyệt vời nhất để mà mình sản xuất ra một bài hát cho cộng đồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi, và đừng quên like và subscribe cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn.